À, mọi người có ai có vấn đề cần chia sẻ, muốn nói chuyện talk show với anh Ben, hãy giơ tay lên để mod kéo bạn lên nha. Trời, dơ bằng nách hả? Ngồi đây sao dơ? Này, có... không phải anh có cần dơ đâu, mấy bạn cần dơ chứ, anh có cần ý dơ là mấy bạn dơ bằng cách nào á? Đây, em cho ví dụ bạn Nhân Nguyễn này. Đấy, bạn Nhân Nguyễn xin lên nè, cho bạn Nhân Nguyễn lên. Rồi xong, bạn Nhân Nguyễn cho lên, bạn không lên luôn. Cho anh Nguyễn nghe nó nam tính quá. À, anh muốn nữ đúng không? Rồi được. Chẳng hạn như là Jessica Nguyễn thì còn nghe được, cho anh Nguyễn là không muốn nói chuyện rồi đó. Nào, những bạn nào nữ có single thì giơ tay lên nha. Toàn thấy được rồi, giơ tay lên không anh Ben ơi, không thấy nữ nào cả. Để anh chuyển màn đó, để anh tiến. Khó tính. Kèo đê chứ khó tính cái gì. Mấy ông mới là khó tính đấy. Ủa là không ai hỏi luôn hả? Đó là anh không có gì để hỏi rồi, vậy anh mấy em biết rồi không? Ôi nói đùa chứ ai trả được em, nữ kiểu đây, có bị phân biệt đấy. Nhưng mà anh là... Ủa? Không phải thế. Cho bằng tại winner anh em ạ. Ok á. Đây. Để cho bạn lên nha. Bạn Bikute này. Đấy, nghe tên có vẻ nữ này. Nữ giọng trầm này. Bikute, có bi mà là... nghe tên có vẻ nữ á. Đây, bạn Bikute lên này. Nữ này. Em là nữ à. Đấy. Ây dồi. Ủa em lên đây làm gì? Đang coi stream anh Ben ấy. Anh cảm ơn nha. Hồi nãy em mới vừa thi xong là em vô coi liền á. Em thi... ok, đâu rồi? Em thi online, em thi... Em thi môn gì? Em thi môn triết học á. Ủa? Triết học á? Theo 13 năm đi học của anh làm gì có môn nào gọi là môn triết học à? Chỉ có môn sinh học, toán học, vật lý học, hóa học. Lenin á hả? Oh. Em học ngành gì đấy? Em học ngành ngôn ngữ Anh á. Ủa Mark Lenin sao lại ngôn ngữ Anh ta? Đó là cái môn giống như là môn điều kiện á. Ờ, nghe hơi confused xíu nhưng mà không sao em ạ. Vậy là em học năm nhất đúng không? Dạ đúng rồi, em mới năm nhất. Đấy. Em ở thành phố Hồ Chí Minh á. Ôi, tụi em ở Nga chứ. Ủa? Mark Lenin mà. Thế em có câu hỏi gì cho anh không nè? Em bao nhiêu tuổi cơ? Mới 18 à. Trời, mới 18 rồi hả? Chưa đủ rồi em. À, đủ gì ạ? Đủ gì thì em học luật em mới biết được, chứ em học triết lý thì làm sao em biết được. À, hình như hôm bữa anh Ben nói anh Ben sắp vô Hồ Chí Minh đúng không ạ? Ben nào nói chứ không phải anh à. Nói đùa chứ ngày 12 này anh vào anh đi cái sự kiện Galanimo. Cái nhận giải mà anh. Không biết em gặp anh, em chụp hình được không ạ? Trời ơi, ôm anh còn được cái chụp hình gì tầm này. Dạ. Hỏi mái em câu ơi hỏi, câu hỏi quan trọng nhất mà chắc chắn mọi người đều muốn hỏi là em có người yêu chưa? Em á? 18 tuổi là chắc chắn là có rồi, tại vì cái 18 tuổi là tò mò lắm. Nhưng mà biết đâu anh. Ui giời ơi. Em chưa. Bạn ấy bảo chỉ mê anh Ben thôi. Ê, thế thì em giống anh ấy, đang tìm yêu trên mạng đúng không? Còn yêu ngoài đời em có rồi đúng không? À, dạ đúng rồi ạ. Đấy. Thế em có muốn một người yêu đẹp trai như Andy Trương không? Người với Andy Trương xứng đáng có hai người yêu. Em Ben ơi, phải rồi đấy. Thì thằng Andy Trương nó cũng thiếu người yêu trên mạng mà. Em Ben nói gì? Đây rồi, có bạn mới lên nè anh Ben này. Em gặp anh Ben là em chụp hình được đúng không? Trời ơi, hỏi má, em làm với anh cũng được hết trơn á.
chụp cỡ tôi chịu đựng quanh trời thoải mái. Hello bạn An. Hôm từ năm trước em coi là em anh Ben từ hồi đó đó. Ôi trời. Em chào anh Ben, em chào mọi người ạ. À. Hello anh. Hello em nha. Anh hello phim... mọi người. Hello em. Anh phim 4 năm mà em mê anh có 1 năm mà dở rồi. Tại vì đó giờ em đâu có coi game đồ đâu, xong rồi cái là... năm ngoái em bắt đầu chơi game em mới coi ấy. À. Anh em mê cái TikTok của anh hay là cái chơi game của anh nè? Em mê anh cơ. Ôi trời, trời ơi. Dạ mang thế nhờ. Để hẹn em ở Gala Nemo nha. Dạ. Ok. Ở Phạm Văn Đồng đúng không ạ? Anh cũng không biết đúng rồi. Đường gì nữa. White Palace. White Palace. White Palace. White Palace. Palace. Hình như là chỗ cũ năm ngoái luôn đó em ạ. À. À mà năm ngoái em đâu có đi đâu nhỉ. Quên mất. Em sợ lên đó đông quá các em không gặp được anh Ben thôi. Trời ơi. Em cứ đứng ở cái cửa cái gì vậy? Đông. Khi mà em để ý một người nào đó nhá, dù đông cái nào ấy, em chỉ nhìn một phát em thấy người đó luôn thôi. Dạ. Dạ, em nhìn anh Ben kỹ mà. Lúc đó em để ý mỗi anh Ben thôi nha. Ok. Nhưng mà em thích anh ở điểm gì? Nhưng mà anh thấy anh đâu có gì để thích đâu nhỉ? Dạ, em thấy anh đẹp trai ạ. Đẹp trai á? Anh sống 27 năm rồi, chưa có ai khen ngoài trai, khen anh đẹp trai ngoài Liêu Chi á. Em thấy chị Liêu cũng, Liêu Chi cũng đẹp lắm à. Ôi trời ơi. Nói chung em ghiền hai người luôn đấy. Ôi. Đấy, em nói chi Ben ơi. Anh nghe. Lúc anh vào Sài Gòn ấy, anh có dắt chị Liêu Chi theo không? Không, anh đi một mình em ạ. Buồn thế. Trời ơi. Tại vì dịch ra anh cũng không dẫn theo đông được. Chứ mà không có dịch là anh dẫn thêm khoảng bốn mấy người đó. Không phải ít đâu. Em muốn gặp mọi người lắm luôn á. Thì bọn anh dẫn đi đầy đủ mà, nhưng mà không có hàng sách tay theo thôi. Anh Ben ở Lua Sài Gòn mấy ngày vậy ạ? Theo anh nhớ không nhầm là chiều ngày 14 anh sẽ về. À đâu, sáng ngày 14 hoặc là chiều trưa ngày 14 anh sẽ về. Ở 2 ngày à? Đúng rồi em, chứ ở trong đó cũng đâu đi đâu được đâu. Tại vì đang dịch mà. Em đang đi ra ngoài đảo mà. Đảo nào? Là ở Sài Gòn nó vẫn được. Cái gì cơ? Dạ. Ở Sài Gòn á, ý là người ta vẫn cho đi chơi thoải mái hơn là ở bên Hà Nội à. À thế à? Người ta cho đi hay là em tự đi? Không, người ta cho đi mà. Thì kệ người ta, bọn anh khác. Bọn anh về, bọn anh còn kiểu gia đình của Ấn Độ có cha em nè, gia đình Pino có cha em nè, cũng đâu có đi lung tung được đâu em. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhỏ anh thông minh đấy nhỉ. Mà anh Ben có định qua quán xà bì trưởng không anh Ben? Anh nghĩ là sẽ có ghé cái quán xà bì trưởng đấy. Nhưng mà như xà bì trưởng đâu có cho ăn ở lại đâu đúng không ạ? Em cho rồi á bà, cho rồi. Hôm bữa tôi thấy trên bên đây cướp là cho rồi ấy. Từ chỗ tôi chạy đến đó hơi xa đấy. Nhưng mà không có tập trung đông được đâu. Dạ đúng rồi, cái chỗ đó. Em mong là em sẽ hết bệnh trước khi mà Nemo Gala nghĩ ra đem được gặp anh, mọi người. Anh hỏi cái câu này hơi tế nhị chứ em bệnh gì đó? Dạ em là F0 á anh. Uầy. Nhưng mà em đã tiêm vaccine đầy đủ chưa? Dạ rồi anh.
em tiêm hai mũi luôn hả? Dạ đúng rồi, em cũng bị nhẹ thôi chứ em không có bị nặng lắm. Nói đùa chứ, chúc em nhiều sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn luôn. Ok. Không bị bệnh anh ạ. Em không bị bệnh á? Dạ. Bệnh tương tư đúng không? Trời ơi. Sao anh biết ta? Anh cái gì anh chả biết. Em thấy nhiều người tiêm lắm ạ. Em còn muốn gặp ai trong tim anh nữa không? Anh Nhiếm chẳng hạn. Không, mình anh thôi ạ. Ôi, lạ gì. Bình thường anh hỏi mấy bạn nữ ấy, anh phỏng vấn vòng vòng nha, thì anh đa số là bảo là muốn gặp anh Nhiếm. Tại vì anh Nhiếm cute for my wear. Đấy. Anh Nhiếm em đẹp trai. Em thấy anh cute hơn. Ôi trời ơi. Anh Ben cứ bị đắt yêu quá, ấy. Xinh quá anh Ben ạ. Em đừng có tin vào cái cam này. Cái cam này anh cài filter vào đấy. Ở ngoài đời anh xấu lắm. Không, không quan trọng tới ngoại hình anh ạ. Quan trọng là tính cách cơ. Tính cách anh Ben cứ bị cute ấy. Thế à? Em tiếp xúc với anh lần nào chưa mà biết tính cách của anh bị cute? Thì em coi anh trên stream đó, chứ em làm gì có cơ hội được gặp anh đâu. Trời ơi, cái đó chỉ là ảo thôi em ơi. Anh Ben ở ngoài Hà Nội lận mà. Em ơi, lát nữa anh Ben off stream inbox anh chuyển tiền chuyển khoản tiền diễn viên cho nhá. Dạ, ok anh nhá. Đây, ngồi ở đây 500 người nhá. Banner bốc trúng 2 người mà. 2 người đều kiểu ảo ảo. Nhưng mà tí nữa có được ạt không ạ? Được ạt không á? Để xem nào. Em đọc tên lại của em xem nào. Dạ. Nguyễn Xuân Hoàng có chữ BE á. Nguyễn Xuân Hải Ngân. Nguyễn Xuân Hải Ngân có chữ BE á anh. Em có được một slot để được ạt không anh? Thôi ôi. Trời, để anh coi bao nhiêu slot nha. Anh còn dư tới tao đâu để xem trên cá nhân của anh nào. Ê cha. Anh còn dư khoảng 100 slot em à. Bốn kết bạn gần không được chứ. Anh thấy chưa? Anh thấy rồi. Ôi nhiều người nhắn quá ạ. À. Đấy rồi nhá, anh tin quá à. Anh từ chối rồi đó nhá. Ok. Em buồn đấy. Tôi từ chó rồi mấy ông à, nên là mấy ông đừng lo. Ủa em thì sao anh Ben? Em không được ăn thở anh Ben. Em tên gì? Dạ em tên Trần Bảo Ân. Tôi tên đẹp quá nhờ. Sao mình tên Nguyễn Văn Thuận ạ? Tên anh lúc nào cũng đẹp cả. Ơi sao? Trần Bảo Ân hả? Dạ Bảo Ân. Trần Bảo Ân á? Dạ đúng rồi. Em ơi, Trần Bảo Ân nó ra BB Trần em ạ. Ok ai? Trần Bảo Ân học rồi biết này. Đúng rồi anh, đây mà có học rồi biết đấy. Wow, học rồi biết á. Học rồi luôn. Dạ đúng rồi à. Ây à. Em học ngành gì đấy? Dạ em học professional communication, truyền thông chuyên nghiệp á. Trời, từ từ thôi, làm gì mà dữ dằn. Làm gì mà sổ lắm. Yeah. Communication ta... Cái gì cơ? Dạ, professional communication. À, professional communication. À, ok. Trước tiên em học ngành gì cho vui. Đây cũng có một bạn học RMIT luôn này. Bạn Bum này. RMIT? Anh cũng học RMIT đấy. Ôi anh ơi. Anh cũng học RMIT đấy. Nhưng mà anh học R trái MIT. Chứ không phải là RMIT. Ây à. Trời ơi, em có người yêu chưa? Anh hỏi em á hả? Đúng, đúng đúng. Anh hỏi Ân ấy. À, dạ, em đang đợi anh Ben thôi. Trời ơi. Trời ơi. Ân ơi, sao anh chuyển tiền Techcombank cho em không được nhỉ? Em cho anh tài khoản khác đi. Chết trời. Anh em bảo em á. Ừ, em là diễn viên mà, anh phải trả lương cho em chứ. À vậy, để lát em gửi số tài khoản cho anh sau nha. Hay là anh muốn xài Momo cho nó tiện. Ok em nha. Em lấy khách sạn thấp lắm anh.
em không thấy cao đâu. Dã man thật. Ủa anh, em có theo bạn bè anh đâu. Nhưng mà anh thắc mắc một điều ấy, là mấy đứa thích thích anh ở đi cái điểm gì vậy? Anh cứ bị hề hước á. Hề á? Là em thích. Vậy em thích con trai, em thích con trai hề đúng không? Kiểu nhây nhây xong rồi vui tính đúng không? Dạ đúng rồi. Thế anh xin giới thiệu em Andy Trương. Thôi Andy Trương có người yêu rồi anh, cháy nhà đây. Thằng này vui lắm em mà. Giọng nó chậm lắm anh ạ. Anh Andy ra đây đâu nha, chắc buồn rồi. Andy mở mic lên, nó nói chuyện với anh Ben kìa. Nó đang chung room này. Hoặc là... Tí nữa, anh Ben chơi game gì á? Tí á, anh chơi game hơi chóng mặt xíu, hơi gọi là ồn ào một xíu là CSGO ấy mà. CSGO. Em cũng biết bắn á anh. Thật á? Ui. Là em bắn không được hay lắm thôi. Em bắn Valorant anh ạ. À. Em bắn địch có thể trượt nhưng mà bắn vào team anh ạ. À. Thế đéo là cũng trúng thôi. Ok. Team anh cũng có nhiều người vui tính mà, Hồng Hiến ai cũng vui tính. Thế là em thích anh một vậy là sai, thích một mình anh vậy là sai rồi. Em nói dối. Nói dối ấy là kiểu ai em cũng thích hết nhưng mà anh Ben thì có một vị trí đặc biệt trong tim em. Ok. Tại sao? Thì tại vì anh Ben đặc biệt, tại anh Ben cứ bị cute ấy. Để mời hết tất cả bạn nữ đang xin lên cho anh Ben nói chuyện. Dạ. Anh Ben có thể kết bạn Facebook chấm nhận các bạn hút cho em được không ạ? Em cũng là fan cứng của anh Ben, em yêu thầm anh Ben lâu lắm rồi. Cái thằng lá lê này. Thôi mày yêu hơn ai đi, đừng yêu anh luôn. Tim anh hết chỗ rồi. Em tên gì? Ủa? Facebook em tên gì? Dạ Facebook em tên là Lâm Thị Huỳnh Như ấy ạ. À. Trời tên đẹp dữ vậy? Dạ vâng ạ. Đâu xem nào. Lâm Thị Huỳnh Như á. Huỳnh ấy à? Hắc ạ. Ờ anh biết mà. Dạ. Lâm Thị có bạn, Huỳnh Như. Có bạn nữ nào vừa lên tiếng giọng trầm đấy nhỉ? Không em bạn nam anh ạ. Ôi dồi ôi, mày để đúng em là lừa con trai anh à. Thế mà anh kêu nam nữ đều được. Quen thế nào anh Nguyên Nờ ạ? Không có em ạ, anh tìm không có. Có phải là trung học phổ thông Ngô Gia Tự không? Dạ không ạ, trường đại học Văn Lang đấy ạ. Ủa em học chung trường với lại Bicute à? Dạ đúng rồi ạ, em hơn một năm ạ, năm 2 rồi ạ. Trời. Chị học ngành gì vậy? Làm gì có sự chung chung dịch điểm vậy nhỉ? Kinh doanh. Là 12 đi nhận giải luôn đúng không anh Ben? Đúng rồi em. Anh tìm không có... Anh. Em ạ. À. Ủa anh Ben ơi, cái sự kiện của Nemo là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy anh Ben? Cái này được nói không ta? Từ đang hỏi là chị Thương. Ờ thế thôi anh, thế thôi đừng. Cái nào mà nó kiểu nó không tiện thì thôi, không nói cũng được. Không sao đó, anh hỏi chị Thương cái một đó mà. Hồi nãy giờ có bạn nào bạn nữ mà Win chưa set room ta? Các bạn ít me này set role em chưa? Em gửi Facebook riêng qua cho anh đi. À đây nè. Anh set role ngày đầu cho em luôn á. À rồi ok anh đây. À. Chị Thương bảo được nói thì nó sẽ là 6 giờ tới 9 giờ em ạ. À. Chào mọi người. Em cảm ơn. Còn từ 9 giờ là anh free nhé. Anh free thì muốn làm gì cũng được. Ok, muốn làm gì cũng được là làm gì ạ? Chị chụp hình, em chị suy nghĩ cái gì? Nói chuyện. Nói chuyện. Em bên kêu là ôm cũng được đúng không ạ? Ừ. Ok, anh nói thật mà. Anh thoải mái lắm. Ngại. Ngại á? Thật ra cái ôm
ở ở đây mọi người xem trọng cái ôm nó giống như kiểu yêu mới là ôm đúng không, nhưng mà không phải, kiểu ôm là kiểu ôm chào hỏi là ôm nó khác lắm. Còn yêu ôm là ôm chặt, còn ôm chào hỏi nó chỉ là chạm vào cái vai nhẹ cái là mình tháo ra liền, không mình không đi quá giới hạn. Thế em cứ suy nghĩ thoáng ra đi. Em chào. Còn... Ê, hello em nhé. Còn em thì em muốn chào kiểu hip hop cũng được. Thế nên mày có chơi ARK không? ARK á? Nhưng mà ý là anh bắn nhau rồi. Chip với lại Lê Văn Đép đang đợi rồi. Sao vậy? Em thích chơi anh chơi ARK. Ây da. Em thích em bạn chơi với em người bạn ạ. Trời ơi, em chào mọi người. Hello em nhé. Quả nhìn em giống Mira Jones thật ấy Huyền ạ. À Huỳnh Như chứ nhỉ, phải tên Huyền đó. Dạ. Áo ma Canada thật đấy. Dạ anh Ben thấy Facebook em chưa à? Thôi anh từ chối rồi. À. Tôi từ chối rồi nha mấy ông. Ben add friend em được không ạ? Em tên gì? Trời Facebook em là Linh Đạt nè. Ghi Facebook vô phần khổ, hẳn phần chú thích luôn này. Add hết link vào phần mô tả trên Discord là được mà. Là anh Ben vào rồi đấy. Linh Đang à? Dạ đúng rồi ạ. I don't wanna smile. À Linh Đan này, Linh Đan này rút nhím. Story tổ nhím này. Không đó chị em ngại quá. Chú Ben mà không ôm hết được thì cho cháu ôm hộ nhé chú Ben. You can call. Ơi. Nào, em có muốn gửi lời tới nhím không để anh gửi cho. Dạ thôi ạ. Ôi trời ơi. Em có muốn gặp Diếm không? Bữa nào set up một bữa. Em ở Hà Nội ạ, nhưng mà chắc là chưa có thời gian để gặp mọi người tại vì là bây giờ Hà Nội đang dịch quá. Nhớ cần Diếm nha. Hết rồi à? Sao không có hỏi gì nữa à? Đúng em anh ơi. Em muốn hỏi gì từ anh nè? Có ai đáng không đến cho em xin accept anh với. Không, anh đâu có thể thấy gì đâu quá đáng nhờ. Ở máy đi. Đâu em tin gì nào? Cứ gửi lời mời kết bạn. Anh Ben ad hay không? Không biết. Anh Ben ơi, em cũng muốn nói accept anh Ben ạ. À. Trời ơi, con ù nữa. Ù nè. Có phải là hôm bữa em qua nhà anh đúng không? Chính là em muốn. Ôi giời, sao không nói lúc đó anh này xếp luôn. Mọi người đừng tin anh Ben qua nhà anh nè. Qua anh Ben cũng không được anh Ben ôm đâu. Đừng tin nha. Đó, tụi mày không ôm chứ, rồi anh Ben không cho ôm đâu. Em không được ôm anh Ben. Em vào Sài Gòn rồi đấy anh Ben à. Thế à? Bảo ôm thoải mái mà. Gặp không ôm, giờ kêu đi. Ừ, gặp không chịu ôm. Thế bây giờ rồi đi về rồi ôm. Quá muộn màng rồi. Anh nói nha, hôm ra là em ra em gặp anh Ben hợp cho ôm là em gọi anh Ben luôn. Ờ, thoải mái, anh rất là vô tư luôn. Thế muốn em là gì cơ, Jenny Bẹo Trần? Dạ, lúc em là Hoàng Lê Huyền. Cái gì? Dạ Hoàng Lệ Huyền. Dạ Hoàng Lệ Huyền á? Dạ Hoàng Lệ Huyền. Ây ôi. Quay. Người nổi tiếng. Ê! Đây là Bia em à! Đâu phải nước đó. Đất em Bia. Kìa. Bia
Mai này, tên Mai mà. Sao gì giống Mie đấy nhở? Anh thấy bạn bè rồi đấy nhá. Anh bè được quên em, alo. Em tên gì? Thì sao? Em là Mai Ngọc Nguyễn. Em là anh Mai Ngọc Nguyễn. Alo, em mới gửi xong mà. À, thật đấy. Ngày hồi accept Facebook. Anh Ben trả lời tin nhắn em rồi đấy. Anh Ben không add friend em à. Em được quá. Ben ơi. Chết mẹ, anh quên mất. Anh Ben ơi, em anh Ben ơi. Đâu là từ từ nè, Little Lê Bóng. Tên gì nè? Trần Bảo Ân đúng Linh không? Linh Đan nhỉ ạ? À Linh Đan à. À thật. Gọi đấy nhá. Ai nữa nè? Em bên. Cái gì cơ? Em cơ. Liêu Bình Nị anh ơi. Liêu Bình Nị em là gì nè? Em có để trên liên cạo đó. Có Linh gọi. Ảo thật đấy. Uầy, nhìn em quen lắm. Mốt cũng phải add lại anh được. Mốt add cái Discord còn không được. Cả Facebook. Ai nữa nè? Là Mai Ngọc Nguyễn nè. Em là em Đình Trương anh ơi. Em nói hết. Mai Ngọc Nguyễn. Thằng em đi mốt cũng cứ được add rồi này. Thà đó nó. Ú nè tên gì nè? Ú nè tên gì? Ú nè tên gì chứ nhầm? Ngọc Tuyết thơm gió anh ạ. Ngọc Tuyết? Em Tuyết em. Ngọc Tuyết thơm gió á. Thơm gió á. Thơm gió á. Thơm gió. Ngọc Tuyết. Không có dấu ạ. Anh không thấy đâu. Dừng người ác rồi, tôi rồi. Em bây giờ cách dễ nhất nhá. Bây giờ em thấy cái phần About Me không? Thấy cái phần tài khoản ngân hàng của em, em thay vào đó là cái Facebook của em đi. Đúng vậy. Để tài khoản ngân hàng. Em yêu anh Ben ơi. Anh Ben ơi. Ai đây? Ai mà giọng trầm đấy? Em bấm nè. Em bấm nè. Em là anh Ben ơi. Gì? Facebook của anh bị tản khóa rồi sao? Không, anh Ben ơi, xong rồi, anh Ben mà. Không thấy đó, không thấy đó. Ok, em mới like mà. Mới like á? Mới like là gì đấy? Mới thai. Cái gì? Thai. Mới thai á, oh. Ở đây thấy rồi. Ờ, tính ra anh vừa search đúng cái tên này luôn ấy. Nhưng mà em chụp đúng một cái tay, thế là anh tưởng ai anh không ai. Rõ anh Ben đúng không? Anh Ben ask thằng em này đi kể anh Ben ạ. Thôi, để nó đi. Anh thì đã làm gì? Anh phải chừa lại mấy chục slot chứ. Em này ở phương án backup. Em anh Andy đi. Thế hạn, gì cơ? Anh Andy, anh Ben đây. Anh Andy á? Cho anh một đêm suy nghĩ được không? Anh cho anh một phút suy nghĩ. Thế thật mọi người, gặp hẹn gặp mọi người ở gala nhé. 6 giờ nha. Ok anh Ben. Gặp một cái công phân viên nha. Ôi, giờ xảy ra anh Ben. 6 giờ tối. Ui, có mấy bạn để sắp link ở đứng ở dưới rồi ạ. Ok, ok, ok. Em đã âm tính. Bye bye em. Bye bye anh Ben, bye bye. Chào anh Ben. Bye bye anh Ben. Bye bye.
Chúc mọi người có những ngày cuối năm thật là vui vẻ. Bye bye anh Ben nha. Bye bye anh Ben nha. Bye bye em. Alo, Mia. Alo. Đấy, Mia của anh Ben là đấy. Ai Mia này? Đây, để xét, xét luôn. Cao sao lại Mia của anh? Thì chả thế. Nghe dễ hiểu lầm thế nhờ. Không, em học cũng không biết mẹ. Hôm bữa anh giới thiệu em với thằng Wenner đúng không Mia? Đúng. Trời ơi, thằng Wenner nó đẹp trai làm. Đâu số hình nào? Wenner. Làm cái selfie, làm cái quick. Cái gì đây? Anh nó bóp hình xét đấy, còn mà ban thằng đó đi. Đâu. Thằng nào bóp đẹp mà nào như băng keo dán đẹp mà băng keo bầu vú này. Bàn, mày. Dạ. Cái bộ lọc của Discord nó vẫn cho post cái đấy à? Ok, đếm ché rồi mà. Thật ra nó không có vấn đề gì đâu, nhưng mà nó hơi nhạy cảm em mà. Cái đấy ok. Nếu mà post trong lúc không, anh đang không post riêng cho anh thì ok đấy. Nhưng mà post kiểu chỗ công cộng mà không nên. Thư quá. Đâu chị Josie giơ tay lên để kéo lên nha. Vẫn là cái Josie Artemis đúng không ta? Đúng rồi. Làm cái quick selfie đúng nào? Cái gì anh? Làm một cái đẹp chụp hình selfie phát nhanh cho... Thôi. Anh Ben xem hình thả thân của cô bạn Winner thôi, em gửi cho anh Ben ạ. Cái gì đây? Bởi vì anh Ben chưa biết là anh Winner có người thương rồi à? Winner có người thương rồi á? Tào lao quá. Ủa Facebook của em là gì Winner nhỉ? Sao Facebook của em là gì Winner nhỉ? Thôi anh ơi. Facebook Winner là gì mọi người nhỉ? Anh mở lại chat kiểu gì là thấy nó đấy. Không, anh giờ anh kéo nó hơi bị lâu quá. Facebook nó có chữ Quy. Gì Nguyễn. Quang Nguyễn đúng không nhỉ? Đúng. Ờ mọi người tìm Facebook em không ra đâu. Em chỉ có anh Ben. Anh à Quy Nguyễn. Chết rồi chưa. Đâu để anh đô anh lấy cái hình nhanh cái cho Bia xem. Đẹp trai lắm Bia. Được đó. Rồi, địt mà đúng kiểu du học sinh luôn, Razer. Cho tao nghe Razer. Thượng Đức cháy nhà. Ôi anh ơi, trời ơi. Rồi, đồ mẹ. Anh có thể lấy hình gần đây được không? Được lấy hình hồi đây. À, được. Ok. Hình khác, từ từ. Ok. Đây thì anh kêu... Anh kêu bảo là gửi nhanh, gửi cho anh đi, không chịu anh tự mò nó ra. Ôi. Trời ơi, em đã kín lắm rồi đấy. Anh sâu lên rồi, chết em. Ôi trời ơi. Hồi qua em chưa kết bạn Facebook với anh Ben. Đẹp trai lắm nha. Anh này nó ở New York ấy, bên New York lạnh lắm nên nó ở Đà Lạt nó dễ thích nghi lắm. Mò thất ngay được đó. Thôi, không. Ồ, đẹp trai thế này cơ mà. Đóng MV ngay được tiếng. Ờ kìa, nào. Cái đấy không ấy được ha. Tại vì nó chảy thế giờ. Thấy như con nói casino đâu. Này. Em đi triệu view luôn nhưng mà không nói tên ca sĩ em được. 100 triệu. Đây nè. Em vì 100 triệu view đấy. Mi ơi. Nhìn cho được. Ơi. Đúng chuẩn em không? Được. Được đó. Ok. 10 tỷ nữa. Gửi luôn đó. Trời ơi. Tôi à. Chết rồi, Thủ Đức bốc cháy rồi. Đẹp trai thế này cơ mà. Cháy nhà rồi. Trời.
Trời ơi. Đi xem lửa thôi. Đứa nào bắt mình cộng, quay cái này ấy nhở. Ai cộng một bạn nào đấy. Nào mọi người chuyển chủ đề tiếp đi nhở. À. Hôm nay có ai talk show hỏi anh Ben mà ở kia. À. Chắc là post đừng gửi vào đấy đó. Cái lồng. em lên đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Em đây tìm Wenner đúng không? Không có. Thì thằng ơi. Quay Wenner à, Mia xinh cực. Thề anh nói thật. Em có biết kiểu hot girl không? Nó cũng hot girl làm sao bằng người thương của Wenner được. Nó cũng có chữ đấy. Hot đấy. Em Mia nghĩ sao về anh Marco? Dạ. Đấy. Đấy. Moderator of the Loose Snake Family. Đúng là con trai của ta. Anh Uầy. Ben làm chương trình mai mối đê anh Ben. Mai mối á. Khó, tại vì mới gặp lần đầu. Mai mối được. Ban luôn anh ơi. Ây. Nhưng mà người thương Wendell là ai đây? À, anh làm gì? No. Cái gì? Cái này hơi khó, cái này khó lắm. Nhưng mà người đó có. Người đó có anh có biết không? Biết anh ạ, biết. Có. Anh biết á. Hơi rõ. Quen luôn á. No. Nói một chữ sao lại em biết rồi. Chú gì? No. À. Không được. Không được. Người đó không có. Không được nha. Cái gì cơ? Nào. Cái gì? Thôi qua cô ơi. Phải, no. Cái gì mà cô? La. Kem chẳng kìa. Cái gì? Holy fuck honey à? No. Holy fuck. Ôi, mày cái gì đấy, là, cái gì đấy, mày đúng Apple là, gì đấy. Mày đúng là em của anh thì mày đỉnh vãi luôn. Cái gì em nên, không phải, mọi người đùa đấy, không có gì. Trời ơi. Chết. Này chết. Khoái. Này chi. Nào, mọi người đi chơi hơi xa rồi đấy nhá. Đâu. Rồi kiểu gì ai cũng biết mà. Bạn thôi, khổ. Lúc yêu ai cho nó là bạn em. Trời ơi. No. Lúc yêu nhau ai cũng bảo là bạn mà. Chết. Yêu cầu gỡ mod Marco. Xin gỡ hộ. Đã Liu Snake Family đây. Được đấy. Dưới quyền anh Ben thôi. Thế tháng 1 này về là biết là làm gì rồi đấy. Nó có được mời đi gala đi kìa. Nào là no. Trời ơi. Đang sung sướng lắm anh Ben ạ. Khoe nãy giờ. Được đó nhỉ. Anh Winner ơi, chị Josie. À đây. Kéo lên. Quay, Josie cũng đang tìm người yêu đấy. Thế ai có muốn có thẻ xanh không? Giơ tay lên nào. À đây. Anh em mình. Nhắc đến thẻ xanh thì mọi người nhớ vote về xanh cho anh Ben và mọi người trong team nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Anh em nào muốn thấy Hot Girl in the Kitchen không? Hơi bị xinh đấy. Chân dài tới nách. Có mày bài toán đi cho ai giải anh biết. Kéo Yoshi lên cho Yoshi mở cam đi Winner. Em cho lên rồi đấy chứ. Chị Yoshi lên chưa ta? À mời rồi chưa được. Mời rồi mà. Lên. Đây rồi. Đây rồi. Em nghe hết đó anh Ben. À, sao em phải ngại nhờ? Thì mình có sao mình nói thế thôi. Nhưng mà nó sai rồi, nó đâu phải là cái bếp.
Nó gần cái bếp thôi chứ nó không phải là cái bếp. Nó là cái bếp, đừng có cãi anh. Ôi, tự nhiên hôm nay chú xì dậy sớm vậy ta? Tại điện thoại nó báo có người stream lúc 4 giờ sáng đó. Mà lỡ nó là thầy ô nếp rồi sao? Thì coi đúng người thì coi mà. Ủa thầy ô nếp là coi, tầm đó là em coi là buổi chiều rồi. Bây giờ... À, đúng rồi, đúng rồi. Giờ 4 giờ sáng bên em nè. Bây giờ bên em đang là 5 giờ sáng nè. Trời, 5 giờ sáng. Giờ là giờ để chùm chăn em ơi. Đuổi gì? Anh đuổi em hả? Trời ơi, giọng nhái ngủ ba cắp bèo. Nè, hình như anh đang với bọn đợi em một... Dạ. Một bữa đi ăn đúng không? Em vừa uống rượu xong hả? Em mới ngủ dậy thật đấy. Em mới ngủ dậy thật mà. Giọng lè nhẹ mà. Trời, uống rượu xong là giờ ngất rồi chứ đâu đây nữa. Anh biết. Quên rồi, yêu xa có khó khăn lắm không em? Cái gì đấy anh? Rồi á, anh hỏi lắm mà, mình căng dữ vậy. Em theo kinh nghiệm lịch sử của em nhé, thì khó thì cũng khó ạ, nhưng mà có nhiều cái hay mà. Đây là lịch sử nhé. Theo kinh nghiệm nhá. Kinh nghiệm lịch sử của em thấy yêu xa hay khó là khó ở chỗ nào, hay là hay chỗ nào nè? Thì khó là ở, thì đương nhiên là cái ở khoảng cách đấy anh. Thứ hai là nó bị khác múi giờ nữa. Giờ này mình ngủ xong giờ kia bạn mình lại thức xong kiểu đấy hả? Còn hay... Tại sao người yêu thức mà mình ngủ được nhỉ? Thế là yêu... Thế là không phải yêu rồi. Người yêu anh mà thức nha là anh phải thức. Khi nào người yêu anh mới ngủ. Đấy, nó phải đỉnh như thế. Thì thế sao mà anh Winner đổi xem múi giờ Việt Nam luôn rồi mà anh Ben nói gì vậy? À nhờ. Thế là thú vị ở chỗ nào nè? Nó im lặng luôn rồi. Alo. Cách mạng, mình nói nhầm tên Len hay sao? Không ai kèm luôn á. Kiểu giống như mình vừa chọc thủng cái con tim của nó hay sao ấy. Không phải anh Ben ạ, chắc là... Ui, đi rồi. Alo, mọi người nghe em nói chưa vậy? Nghe rồi. Em thấy thú vị ở chỗ nào nè? Thì thú vị thì về kiểu như... Thì... Nó cuốn rồi ấy anh. Không dứt ra được đấy. Đây là lịch sử nhá, theo lịch sử á. Cái gì coi nó nói, vừa nói gì không nghe gì hết trơn vậy? Cuốn hơn kiểu... À cuốn hơn á. Như sao nhỉ? Nhiều khi gặp nhiều quá lại cũng không hay bằng ấy rồi. Rồi thế giờ sau này nói vợ sao mà cưới nhau rồi là cũng... Thì đấy là sau này. À thế à. Gặp nhiều. Còn chứ bây giờ kiểu em đang học mà. Gặp nhiều nó bị ngáy đúng không? Còn nếu mà yêu xa thì về thì kiểu dính với nhau hơn ấy. Dính lắm, không dứt ra được. Thế anh chị với mày cách đỡ ngáy nè. Không phải ngáy. nhưng mà cái so với lại cái gì đây? Người nhân kia hơi kêu gì đấy? So với lại kiểu yêu gần ấy anh. Cái cảm giác mà nó không nồng cháy bằng này. Tại trời ơi, kiểu... ông sợ bị làm phiền cái gì? Kiểu như là qua đón em đi học, qua đón em đi chơi, qua đón em đi ăn đồ các kiểu đúng không? Không hẳn này ạ. Cũng nhiều lý do lắm.
có thể sau này khi mà em học xong có nhiều thời gian hơn thì nó sẽ khác, còn bây giờ là như thế này. Nhưng mà còn chứ để mà... em bảo em quen với mấy bạn bên này thì em không quen được ấy. Nó bảo em mới chú xì ạ. Không. Nó bảo em không có cửa đấy. Thì em có dám nói gì đâu. Thì là mấy bạn người gọi là người Mỹ hẳn luôn ấy. À. Thế chú xì có đang tìm người yêu không? Để anh tìm cho nè. Ủa, nãy không thấy em nói hả? Giới thiệu em với. Có mắt cô nè, đẹp trai. Chạy BMW. Tao mà bao đạt. Còn không thì anh có, bên, có ông anh làm bên cảnh sát á. Thôi, em nghi quá. Được, nói chung là nhìn cũng tương tác cũng ngon, cao ráo to. Thôi chắc anh đi chơi là đúng là qua bên Mỹ định cư là e tưởng a Matrix. Đi học đó thì em mất chiếc mạng. À, về rồi, sắp đoàn tụ với lại người thương rồi. Thương anh Ben đó, thương anh Ben đó. Ôi, em ở Sài Gòn, anh ở Hà Nội, làm sao mà thương nhau được? Thì giống Winner kìa, yêu xa được mà. Đợt đến tìm cho How About Lil Bum. Thằng này cũng được, đẹp trai, hip hop. Chạy CBR S1000. CBR S1000 thì giống như Lamborghini S1000 đó. Xe nó phải pha trộn với nhau nó mới đỉnh chứ. Nghe nó hơi quặn đó anh. Sao bằng anh Ben đi Nissan GTR được? Ôi trời ơi, anh mà có Nissan GTR nhá. Thì anh khoe khắp sớm rồi em ạ. À.